Chào mừng các con đã đến với tiết học ngày hôm nay. Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với tiết ôn tập kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Nội dung ôn tập phần lịch sử sẽ gồm 3 bài như sau. Bài 9, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ 7. Bài 10, Hy Lạp cổ đại. Bài 11, La Mã cổ đại. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung ôn tập đầu tiên. Bài 9, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ 7. Cô mời các con sẽ đến với phần 1 La Mã, điều kiện tự nhiên. Vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời kỳ cổ đại, đó chính là vùng Trung và Hạ Lưu của sông Hoàng Hà. Các con sẽ thấy gồm có những kinh đô cổ như sau. Đó là kinh đô Hàm Dương, Lạc Dương và Tây An. Về sau thì người Trung Quốc cổ đại đã mở rộng địa bàn cư trú xuống khu vực sông Trường Giang. Cô mời cả lớp cùng đến tham quan với cô một đoạn sông Hoàng Hà, và bên tay phải đó chính là một đoạn của khúc sông Trường Giang. Hoàng Hà có tổng chiều dài khoảng 5.464 km và diện tích lưu vực sông gần 753.000 km. Đây chính là con sông lớn thứ 5 trên thế giới và dài thứ 2 ở Trung Quốc. Sông Trường Giang hay còn được gọi là sông Dương Tử, dài khoảng 6.300 km, và đây là con sông dài thứ 3 trên thế giới. Hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang này đều đem phù sa về bồi đắp cho những cánh đồng châu thổ màu mỡ. Và đặc biệt, con sông Hoàng Hà chính là nơi sản sinh ra nền văn minh Trung Hoa, hay còn gọi là nền văn minh Hoa Hạ, với hơn 5.000 năm. Và những triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, như là sự xuất hiện của nhà Thương, nhà Hạ, nhà Chu, đều hình thành ở lưu vực sông Hoàng Hà. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu xuất hiện và tranh giành bá vị với nhau, chủ yếu cũng đều hoạt động tại lưu vực sông Hoàng Hà. Về sau thì người Trung Quốc họ mới mở rộng lãnh thổ, mở rộng nơi sinh sống của mình. Họ bắt đầu tiến đến xuống phía Nam và xuống lưu vực sông Trường Giang. Vậy các con hãy trả lời cho cô câu hỏi như sau. Hoàng Hà và Trường Giang có tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời kỳ cổ đại? Sau khi cô phân tích về đặc điểm của hai con sông này, quan sát sơ đồ phân hóa xã hội dưới thời Tần, chúng ta có thể thấy ở thời kỳ xã hội cổ đại Trung Quốc sẽ gồm có hai giai cấp. Giai cấp thứ nhất đó là giai cấp quý tộc và quan lại. Giai cấp thứ hai là giai cấp nông dân công xã. Thời kỳ phong kiến thì xã hội Trung Quốc gồm hai giai cấp. Giai cấp thứ nhất đó là giai cấp địa chủ. Địa chủ được hình thành từ giai cấp quý tộc quan lại do chiếm được nhiều ruộng đất và một bộ phận nông dân công xã. Và những người nông dân công xã này là những người giàu có, họ sẽ trở thành giai cấp địa chủ. Còn những người nông dân lĩnh canh thì như thế nào? Nông dân lĩnh canh hay còn gọi là tá điền được hình thành từ giai cấp nông dân công xã do họ bị giai cấp địa chủ bóc lột, cướp đoạt ruộng đất. Chính vì vậy, họ không còn ruộng đất để mà canh tác, nên phải thuê lại ruộng đất từ địa chủ để mà sản xuất cày cấy. Và sau đó thì họ phải nộp tô lại cho giai cấp địa chủ. Phần 4 La Mã, thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc cổ đại. Các
con chúng ta đang quan sát, đây là cô đã hệ thống lại cho các con những thành tựu văn hóa tiêu biểu của cư dân Trung Quốc thời kỳ cổ đại, gồm có tư tưởng, chữ viết và văn học, y học, khoa học kỹ thuật và kiến trúc. Sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu những thành tựu văn hóa của người Trung Quốc về mặt tư tưởng. Thời kỳ Trung Quốc cổ đại thì tư tưởng chính thống của nhà nước đó chính là Nho giáo. Đây là chân dung của Khổng Tử, nhà sáng lập Nho giáo, được phát họa lại. Tư tưởng Nho giáo có những nội dung gì? Đó chính là đề cao vai trò của giáo dục với câu nói rất là quen thuộc mà cô nghĩ các bạn học sinh chúng ta đều biết, đó là tiên học lễ, hậu học văn. Bên cạnh đó thì Nho giáo còn nhấn mạnh sự tôn ti trật tự trong xã hội, nhất là bổn phận phục tùng tuyệt đối của kẻ dưới với bề trên. Đó là với nhà vua và nhân dân thì chắc chắn là nhân dân bắt buộc phải phục tùng tuyệt đối những mệnh lệnh của nhà vua. Bởi vì vua được xem là thiên tử. Thiên tử có nghĩa là con trời đó các con. Và tư tưởng Nho giáo còn nổi tiếng với một hệ thống, đó chính là tam cương và ngũ thường. Vậy thì tam cương ngũ thường là gì? Cô đã giảng ở tiết học của bài Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Chúng ta có thể quay lại bài cũ để mà xem nhé. Thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc đó chính là về chữ viết. Các con chúng ta quan sát, chữ viết của người Trung Quốc cũng là chữ tượng hình. Chữ tượng hình thì các con có nhớ là chúng ta đã học ở quốc gia nào rồi không? Đó chính là nước Ai Cập đúng không? Thì hầu hết các quốc gia cổ đại ở phương Đông như là Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ đều là chữ tượng hình. Nét đặc biệt chung của loại chữ viết người phương Đông đó là chữ tượng hình. Thì ở Trung Quốc họ có những hình thức viết chữ như sau. Thứ nhất đó chính là chữ khắc trên xương thú và mai rùa, còn gọi là chữ giáp cốt. Như các con chúng ta đang quan sát trên hình, đó chính là chữ khắc trên xương thú. Thứ hai thì người Trung Quốc còn khắc trên chuông và đỉnh đồng. Đây chính là kim văn. Và một cái hình thức phổ biến hơn đó chính là chữ được viết trên thẻ tre. Thì cô nghĩ là cái hình thức chữ được viết trên thẻ tre thì các con chúng ta được nhìn thấy rất là nhiều lần rồi đúng không? Trên phim ảnh, trên sách báo. Thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc đó chính là về văn học. Thì trên slide các con chúng ta đang thấy đây là cái bộ kinh thi gồm 3 quyển do Khổng Tử. Khổng Tử chính là nhà sáng lập Nho giáo đó các con. Và tác phẩm kinh thi này cũng được xem như là một trong những cái tác phẩm kinh điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Bên cạnh đó thì còn có bộ sử của Tư Mã Thiên, đầy đủ là Sử Ký Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là một nhà sử học Trung Quốc sống vào đầu thời nhà Hán, và ông được xem là cha đẻ của ngành sử học Trung Quốc với bộ Sử Ký. Đây là bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc, viết từ thời nhà Tần cho đến thời Tư Mã Thiên đang sinh sống, có nghĩa là thời nhà Hán. Về y học, chúng ta sẽ thấy có sự góp công rất lớn của hai nhân vật, đó chính là Biện Hước và Hoa Đà. Thì nền y học Trung Quốc đó chính là việc chữa bệnh bằng thảo dược, châm cứu và bấm huyệt. Về thành tựu khoa học kỹ thuật, người Trung Quốc cổ đại đã đóng góp cho nền văn minh nhân loại rất nhiều thành tựu văn hóa tiêu biểu. Nhìn vào trong hình, các con hãy nhớ lại đây là thiết bị đo động đất của Trương Hoành. Với tên gọi là địa động nghi, có nghĩa là công cụ theo dõi gió và chuyển động của trái đất. Bên cạnh đó, thì thời Trung Quốc cổ đại
cũng đã có những ngành nghề mới như là dệt vải lụa và làm giấy. Về kiến trúc và điêu khắc, tiêu biểu là những công trình với những kiểu kiến trúc đồ sộ và nguy nga. Trong hình đó chính là Vạn Lý Trường Thành, được bắt đầu xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, được nối lại và kéo dài từ thời Tần Thủy Hoàng. Và người ta ước lượng chiều dài của Vạn Lý Trường Thành là dài khoảng 56.000 km với chiều cao là 7 mét. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng nhằm mục đích đó là bảo vệ Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài và kiểm soát biên giới. Và một trong những thành tựu kiến trúc của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại đó chính là về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, về cung A Phòng. Đây chính là một trong những cái công trình kiến trúc rất là tiêu biểu của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại nhé các con. Sau đây các em xem lại nội dung phần ghi bài của thành tựu văn minh Trung Quốc cổ đại. Trong nội dung thành tựu có một câu hỏi vận dụng như sau. Theo em, việc phát minh ra kỹ thuật làm giấy có vai trò gì đối với xã hội ngày nay? Chúng ta có thể thấy rằng giấy là một vật dụng rất quen thuộc và việc phát minh ra giấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với xã hội ngày nay. Bởi vì giấy giúp chúng ta ghi chép những nội dung sự kiện và dễ dàng bảo quản. Từ đó, con người sẽ có thể ghi nhớ văn bản chính xác và đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, góp phần tiết kiệm được nguồn nguyên vật liệu. Nội dung tiếp theo trong phần ôn tập là bài 10 Hy Lạp cổ đại. Một La Mã điều kiện tự nhiên. Các em hãy cùng quan sát lại lược đồ Hy Lạp cổ đại. Hy Lạp cổ đại chủ yếu nằm ở phía nam bán đảo Ban Căng. Và tại Hy Lạp có nhiều khoáng sản như là đồng, sắt, vàng, đất đai khô cằn, khí hậu ấm áp, đường bờ biển dài, có nhiều cảng biển lớn nhỏ, quan trọng nhất là cảng biển Pire. Và nhờ vào những điều kiện địa lý như trên đã giúp cho Hy Lạp phát triển về kinh tế, thuận lợi cho sinh hoạt văn hóa của người dân. Phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tổ chức nhà nước thành bang của người Hy Lạp. Đầu tiên thì các con chúng ta ôn lại về khái niệm thành bang. Thành bang nghĩa là gì? Thành bang là những nhà nước nhỏ có một thành thị là trung tâm và xung quanh sẽ là vùng đất để trồng trọt. Và trong mỗi thành bang độc lập đó, nó sẽ có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát, bến cảng. Và mỗi thành bang sẽ có bộ máy quyền lực riêng, luật pháp riêng và tài chính riêng. Cho nên cô sẽ nói ở Hy Lạp, đặc trưng của nền chính trị đó chính là thành bang độc lập. Mỗi thành bang là mỗi nhà nước độc lập ha, sẽ có bộ máy quyền lực riêng, có luật pháp và có tài chính riêng. Hy Lạp cổ đại sẽ bao gồm nhiều thành bang độc lập đó và tiêu biểu nhất là hình thức nhà nước dân chủ ở Athens. Cô mời các con chúng ta quan sát vị trí của quốc gia Athens trên bản đồ. Vậy thì chúng ta tìm hiểu về khái niệm dân chủ. Thì khái niệm dân chủ ngày nay có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và mang ý nghĩa là gì? Là quyền lực sẽ thuộc về nhân dân. Và cơ cấu tổ chức của nhà nước Athens sẽ gồm 4 cơ quan chính. Các con chúng ta cùng quan sát với cô. Thứ nhất, đó là Đại hội Nhân dân. Và đây chính là cơ quan quan trọng nhất trong bộ máy nhà nước Athens. Tiếp theo đó là hội đồng 10 tướng lĩnh. Và tiếp theo
đó là hội đồng 500, và cơ quan cuối cùng đó là tòa án 6.000 người. Ở nội dung này thì các con chúng ta nhấn mạnh cho cô ha. Nhà nước Athens sẽ gồm 4 cơ quan chính, và trong đó Đại hội Nhân dân được xem là cơ quan quan trọng nhất. Câu hỏi vận dụng. Các em hãy quan sát logo phía bên tay phải. Đây chính là logo của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Và em hãy cho biết logo đó được lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hy Lạp cổ đại? Và câu trả lời đó chính là Đền Parthenon. La Mã cổ đại. Điều kiện tự nhiên của La Mã cổ đại. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, La Mã cổ đại nằm trên những quả đồi ven sông Tiber ở vị trí trung tâm Địa Trung Hải. Có đường bờ biển dài, thuận lợi cho giao thương và các hoạt động hàng hải. Về điều kiện tự nhiên, có các vùng đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho phát triển trồng trọt. Bên cạnh đó, La Mã cũng rất dồi dào về khoáng sản trong lòng đất như đồng, chì, sắt, tạo điều kiện cho ngành thủ công nghiệp phát triển. Và những điều kiện tự nhiên như trên đã rất thuận lợi cho La Mã phát triển các ngành kinh tế. Hai La Mã, tổ chức nhà nước La Mã cổ đại. Đầu tiên, cô và các con sẽ tìm hiểu lại phần khái niệm như thế nào là cộng hòa và như thế nào là đế chế. Cộng hòa là quốc gia không có vua và người đứng đầu sẽ do công dân bầu chọn. Còn đế chế là gì? Đế chế nó khác với cộng hòa. Đế chế là quốc gia có hoàng đế, có nghĩa là có vua đó các con. Và quốc gia có hoàng đế sẽ mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài bằng cách chiến tranh xâm lược. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nhà nước La Mã sẽ theo cái hình thức như thế nào. Thời kỳ đầu thì ở La Mã theo hình thức đó là cộng hòa. Các con chúng ta đang quan sát trên hình, đây là quyền lực của vị nguyên lão dưới thời cộng hòa. Thời cộng hòa cô nhắc lại là nhà nước không có vua và các cơ quan được bầu ra do nhân dân bầu ra. Vậy thì vị nguyên lão dưới thời cộng hòa sẽ có quyền lực như thế nào? Thứ nhất là vị nguyên lão sẽ gồm có 300 thành viên và có những cái quyền lực sau đây. Thứ nhất đó là quyền đề xuất luật. Thứ hai là quyết định hòa bình hay chiến tranh. Và thứ ba sẽ là đề cử ra quan cấp chính, có nghĩa là người đứng đầu vị nguyên lão này. Các con chúng ta đang quan sát, đây chính là hình ảnh một thành viên đang diễn thuyết tại vị nguyên lão. Tranh vẽ được phát họa lại. Và sau đó thì có một nhân vật đã xuất hiện, đây chính là nhân vật Octavius Caesar Augustus. Được sinh ra vào năm 63 trước công nguyên và mất vào năm 14. Và ông Octavius là người như thế nào? Đây là người đã đưa La Mã bước vào kỷ nguyên hoàng kim của quyền lực và thương mại ở Địa Trung Hải. Vào thời kỳ Octavius, Roma được xây dựng nguy nga tráng lệ như lời tuyên bố của ông. Ta đã nhận một Roma bằng gạch và để lại một Roma bằng cẩm thạch.
Vậy thì chúng ta phải xem coi nhân vật Octavius này đã có công đóng góp như thế nào trong lịch sử của nhà nước La Mã cổ đại nhé. Các con chúng ta sẽ quan sát đây là sơ đồ tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã. Lúc bấy giờ thì Octavius đã mở đầu cho thời kỳ đế chế La Mã và hoàng đế sẽ là người đứng đầu nhà nước và xếp sau sẽ là vị nguyên lão và xếp cuối đó chính là đại hội nhân dân, nhưng mà bây giờ chỉ là hình thức thôi bởi vì tất cả mọi quyền lực lúc bấy giờ sẽ được tập trung vào tay của hoàng đế đó chính là Octavius. Sau đây, cô mời các con chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã cổ đại nhé. Sau đây, cô đã thống kê cho các con những thành tựu tiêu biểu của người La Mã. Thứ nhất là về chữ viết, thứ hai là toán học, thứ ba là luật pháp và thứ tư là về kiến trúc và điêu khắc. Về chữ viết thì người La Mã đã đóng góp một cái rất lớn cho nền chữ viết nhân loại, đó chính là bảng chữ cái ABC. Thì các con chúng ta sẽ thấy là bảng chữ cái của người La Mã, Roma, họ sẽ tiếp thu bảng chữ cái từ người Hy Lạp. À, các con chúng ta quan sát hình phía bên tay trái, bảng chữ cái Hy Lạp, Roma cổ đại, thì chữ của người Hy Lạp sẽ học hỏi từ chữ cái của người Phoenicia. Về sau thì người Hy Lạp họ sẽ viết lại theo các cách viết của mình. Và cuối cùng, chữ cái Latin là cái chữ cái mà của người La Mã đó các con. Họ sẽ hệ thống lại một lần nữa và ra những cái nét viết nó sẽ đơn giản hơn. Và đây được gọi là bảng chữ cái ABC và được xem là một trong những đóng góp vĩ đại của người dân La Mã cho loài người. Cô mời các con chúng ta cùng quan sát. Đây là bảng chữ cái Latin. Các con có thấy giống với chữ viết ngày nay của chúng ta hay không? Rất là giống đúng không? Bởi vì nó được xem như là cái nền tảng đầu tiên về chữ viết của loài người sau này. Về toán học, các con chúng ta cùng xem lại những ý chính với cô. Dù không còn được dùng trong tính toán nhưng vẫn được dùng để đánh số đề mục hoặc sử dụng đánh số trên bề mặt đồng hồ. Như các con chúng ta thấy là phần 1 La Mã, 2 La Mã, những cái phần lớn trong bài học thì chúng ta đều sử dụng số La Mã để mà đánh số đúng không? Và có thể là chúng ta được quan sát chữ số La Mã trên những cái bề mặt đồng hồ hay là trong những cái công trình kiến trúc mang đậm cái tính của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Đây là về luật pháp. Hệ thống luật La Mã được coi là tiến bộ nhất thời kỳ cổ đại. Như cô có giảng cho các con rồi, thì luật pháp của người La Mã có những cái nội dung rất là tiến bộ, như là những cái nội dung về luật thừa kế nè, luật hôn nhân gia đình. Và sau này thì những cái bộ luật hiện đại cũng học hỏi rất là nhiều từ những nội dung trong bộ luật 12 bản của người La Mã. Và cũng giống như người Hy Lạp thì thành tựu của người La Mã rất là nổi bật trong lĩnh vực kiến trúc. Các con chúng ta sẽ quan sát hình 11.6. Đây là đường Appia chạy giữa thành Roma cổ đại từ Tây sang Đông. Và người
La Mã có một cái phát minh rất là tiêu biểu trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc, đó là họ đã sáng tạo ra bê tông. Và các con chúng ta sẽ thấy là có một câu nói rất là quen thuộc là mọi con đường đều đổ về Roma, bởi vì các con biết là hệ thống quy hoạch đường xá của người La Mã rất là khoa học. Và những cái con đường cuối cùng nó sẽ tập trung về thủ đô Roma của La Mã. Nên mà các con chúng ta đã từng nghe câu nói này thì sẽ dễ hình dung ha, sẽ biết được lý do vì sao có được câu nói này. Và nhờ vào cái hợp chất bê tông mà người La Mã đã xây dựng được những cái công trình kiến trúc rất là đồ sộ, như các con chúng ta đang quan sát đấu trường Colisée, rồi quảng trường Roma, đây cũng là một biểu tượng của La Mã thời kỳ cổ đại. Câu hỏi vận dụng. Theo em, những thành tựu văn hóa nào của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại? Những thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại như hệ thống chữ số La Mã, phát minh gia bê tông đến tận ngày nay vẫn được sử dụng cho xây dựng. Các em nhớ học bài và lắng nghe sự hướng dẫn ôn tập của giáo viên trên lớp và chuẩn bị cho phần kiểm tra đánh giá học kỳ 1 sắp tới nhé. Chúc các em thi đạt kết quả thật cao. Cô mến chào các em.